và Nguyễn Hiên xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa. Chào mừng quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay. Hôm nay thì vườn mai của em xin được phép giao lưu một lô mai cúc họ Hương nha cả nhà. Đây là lô mai cúc họ Hương ghép gốc nhớt của vườn em ha. Cây thì em làm cũng được gần 2 mùa rồi nha quý cô chú anh chị. Cao là khoảng 35-40 nha quý cô chú anh chị. Thì hàng này em giao lưu nhiều, em có đo rồi ha. Đó. Thì cây này là em đã đôn tàn nè, có xử lý tàn nó ra đọt nè ha. Mình mua về mình muốn nó ra tuột nhiều, ra đọt nhiều thì mình phun Atolit kết hợp với ba lá xanh thần dược là nó ra nhiều nha cả nhà. Đó. Cây này em làm được gần 2 mùa rồi ha. Cây này em cũng có uống sắn hết. Thì em cũng có xử lý đế rễ hết cho quý cô chú anh chị mình luôn nè. Đây là cúc họ Hương của vườn em ha. Cây đi đọt nè, đang đi đọt rất là xum xê luôn nè quý cô chú anh chị. Cái này mình về thì mình cũng có thể lấy bo được liền ở mấy cái chỗ vậy nè. Đó, mà mình muốn cây nhiều bo thì mình có thể nói với em ha, em lựa cho mình. Còn mình muốn đế đẹp thì cũng có thể nói với em ha. Hàng cúc họ Hương là từ 24-36 cánh nha quý cô chú anh chị. Cúc họ Hương là từ 24-36 cánh ha. Hoa thì cánh thẳng có mùi thơm. Và nó rất ít khi rụng từng cánh nha. Thường thường nó sẽ rụng, nó héo bông rồi nó rụng ha. Đó, đây là đặc điểm của cái dòng cúc. Thì cây em ghép gần 2 mùa liền cốt gần 100% rồi nè. Đó, gần liền cốt hết trơn. Đế thì củ đế nở. Củ đế nở ha. Có hân đế quái đồ rất là nhiều luôn. Cúc họ Hương nha cả nhà. Tán ngang tầm khoảng 15-20. Nói chung tùy cây. Có cây thì tán ngang to hết cô chú anh chị. Nè, mình về mình lấy bo được liền luôn ha. Gốc rễ rất là đa dạng nè. Đế hú, đế quái. Nói chung là gốc là từ ngón út đổ lên. Từ ngón út đổ lên nha cả nhà. Đây là cúc họ Hương của vườn em ha. Bàn dây ghép nó cũng đã mục rồi nè quý cô chú anh chị. Em làm cũng lâu rồi ha. Nè, cái tán ngang này nó hơn 20 này nha cả nhà. Cúc họ Hương của vườn em ha. Thì hàng này em giao lưu với giá là 70.000 một cây nha. 70.000 một cây. Từ 3 kem gửi hàng, 5 kem bao ship và mua 10 em tặng 1. Nè, đây là cái phần tán ngang ha. Cũng khá khá nè. Nói chung là trung bình là tầm hơn 10 xăng hết ha. Đó, cây cũng khá là cao nha cả nhà. Em có đo, em bán cái hàng này cũng nhiều ha. Em cũng có đo rồi, em biết là tầm khoảng 35-40 hoặc hơn ha. À, cây có củ đế nở nè. Đó, dây ghép mục ha. Hơn một mùa, gần 2 mùa. Bằng gốc cho thì tở cẩn út trở lên nha. Đó, cây thì đế quái nè. Này mình về mình nuôi, mình phun thuốc hay là mình chăm một thời gian nó ra tuột nhiều, ra đọt nhiều, mình để mình ghép rất là ok nha quý cô chú anh chị. Thì số điện thoại của em là 0973 658812. Địa chỉ vườn là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Đó, quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại của em hoặc là mình liên hệ Zalo nha cả nhà. Cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị, hàng cúc họ Hương ha. Tiếp theo là em giao lưu giống mai giả Phú Tân nha quý cô chú anh chị. Giả Phú Tân ha, thì cái giống này nó rất là thích hợp cho quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu mình trồng đất nha cả nhà. Cái hàng này em làm gần 2 mùa ha, còn vài tháng nữa 2 mùa quý cô chú anh chị. Tại vì cái mắt bo nó cũng liền gần hết rồi nè ha. Đó, đây là hàng giả Phú Tân của vườn em. Thì cái dòng giả Phú Tân này nó rất là thích hợp cho quý cô chú anh chị nào mình ở miền Bắc mà mình muốn chăm thử mai ha. Tại vì dòng giả thì nó thường nó rất là khỏe nha quý cô chú anh chị. Thì cúc họ Hương là cái giống khá là dễ chăm, tại vì nó mang nhảy đọt. Còn giả Phú Tân thì bên giả nó cũng rất là dễ chăm ha. Nói với Hữu Đức rất là dễ chăm nha cả nhà. À, chi gốc của nó là từ cỡ bự hơn cái thuốc, bằng cỡ tầm ngón út của em tới ngón trỏ của em này ha. Nói chung là đa dạng ha. Cây thì em có uống sắn nè. Hàng này em đôn rồi nha. Hàng này em đôn rồi nên là giờ mình không cần phải đôn lại ha. Cứ vậy mình cắt bo mình ghép thôi nha quý cô chú anh chị. Đây là giả Phú Tân của vườn em ha. Cây thì cao trung bình tầm 4 tấc đổ lên nha cả nhà. Nè, cao trung bình tầm 4 tấc đổ lên không à. Đó, chi cành nè, tán ngang là tầm khoảng 10 đổ lên ha. Cây nào cũng có xử lý đế rễ luôn, có thân sắn rồi hết ha. Hàng mới ha, không cần phải đôn lại như của chú anh chị. Gốc rễ nè, đa dạng, hoa thì 8-12 cánh. Em có để mặt hoa bên góc trái màn hình cho quý cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Đây là hàng giả Phú Tân của vườn em. Nè, cây chi cành xum xê ha. Mình về mình trồng đất, trồng đất rất là ok nha quý cô chú anh chị. Thì cái giống này nó chịu lạnh được ha, nên là quý cô chú anh chị nào mình ở miền Bắc thì mình có thể mua về mình trồng thử ha.
Nó giờ tới Tết là nó có hoa rồi cả nha. Nè, dạo Phú Tân ha, thì giống này em giao lưu với giá là 70.000 một cây nha. Thì từ 5 cây em bao ship ha, 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship và mỗi 10 em tặng một cúc họ hương cũng vậy nha cả nhà. Thì kính mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho vườn của em nha. Xin kính chúc tất cả quý cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe.